Hạch ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 83 của bộ truyện Thiên Đạo Đột Thử Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Nếu đã như vậy, lòng tốt của Bạch Ỷ Sư chúng ta xin nhận. Và hiện tại xin tử biệt. Dây ruộng đứng dậy, dây đội trưởng liền ôm quyền nói: Bạch Ỷ Sư cũng đắc tội không nổi, bọn họ tất nhiên lại càng không dám đắc tội. So với việc ở chỗ này tìm bị đánh, còn không bằng xoay người rời khỏi đây thì tốt hơn. Ở Vương Thành tuần tra, nếu mắt không tinh, hắn sớm đã bị người đánh chết, làm sao có thể sống tới tận 7 giờ. Bất kể là Bạch Ỷ Sư hay là Mặc Vũ Cổng Chúa hay là đối phương cũng vậy, đều là nhân vật đắc tội không nổi. Nếu đã như vậy, sớm thoát thân mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian cũng chỉ trong chốc lát, người của đội tuần tra liền đi sạch sẽ. Cái gì? Cứ như vậy liền đi sao? Đám người lưu lãng mới vừa rồi còn lo lắng vô cùng, mỗi một người đều trợn mắt há mồm. Nhất là Lục Tâm, hắn vừa cảm thấy cái vị trường sư bá này thật sự quá là lỗ mãng, mà hiện tại nhìn thấy một cái cảnh tượng như vậy, gương mặt cỏ giật sắp biến thành tảng đá. Đây chính là đội tuần tra của Vương quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của Vương quốc. Mỗi một người bị đánh giống như là đầu heo, ngay cả một câu cũng chưa nói đã rời đi. Mọi người còn chưa có hết kinh ngạc, lại thấy Bạch Y Sư vừa rồi kiểu ngạo, ngay cả Lưu Sư cũng không để vào mắt, lại công kính đi tới trước mặt trưởng lão sư, về mặt kính nể và đầy e sợ. Cái này, tiền bối, ta đã xử lý xong, ngài xem ta có thể đi chưa? Trong mắt của mọi người lại rơi đầy đất. Tiền bối, người cũng già sắp 7-80 tuổi rồi, lại cũng sắp xuống lỗ rồi, đối phương ngay cả 20 còn chưa tới. Ngươi lại gọi người ta là tiền bối. Hả? Cái gì? Lẽ nào mọi người của Thiên Vũ Vương quân không có tự trọng, phải đánh cho một trận mới được sao? Viên Đào không nhịn được thì thầm. Nghe hắn nói như vậy, mọi người ngoài mặt tuy rằng không nói gì, nhưng cũng hoàn toàn tan thành. Phần Lục Tẩm trước đó còn tồn tại tâm tư muốn so sánh cùng đối phương, mà hiện tại xem ra cái loại ý nghĩ này cũng thực sự quá là buồn cười. Hả? Đi sao? Ngươi không phải ngốc, ta không phải là người không nói lý. Khi làm việc, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lúc nãy ta đánh người một trận, cũng có chút hơi quá. Trương Nguyệt nhìn qua. Vậy vết thương trên người ngươi giải quyết như thế nào đây? Là ta tự chuốc họa vào thân, tùy tiện tìm chút thuốc bôi là được rồi. Bạch Thiệp Y Sư cười gợn nói. Để cho hắn chịu trách nhiệm sau, hắn cũng không có dám nhà. Không nói tới quan hệ với cổng chúa, chỉ nói đối phương chỉ được khế ức cổ, ngay cả y sư tam tinh cũng không chữa khỏi. Thực lực y đạo cao so với Thiên Vũ Vương quốc cũng không có ai so bằng được. Mà hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Đại Dực Vương... Thôi, nếu để cho hắn chịu trách nhiệm, không phải hắn đâm đầu vào chỗ chết sau. Nếu ngươi đã nhận là tự cho họa vào thân, vậy ta lại không có để ý nữa. Mà chỉ có điều, đệ tử của ta bị ngươi vu oan hãm hại, trong lòng bị tổn thương cực lớn, ngươi tính thế nào đây? Biết hắn suy nghĩ điều gì, kiên kỵ kể gì, Trương Huyền ở hững nhìn qua. Ta... Khóe miệng Bạch Thiệp Y Sư giật một cái. Thôi, không cần ngươi ta làm cái gì. Không phải mới vừa rồi nói, cái cọc dược liệu kia giá trị 5.000 vạn kim tệ sao? Như vậy đi, tâm lý học trò của ta đã bị tổn thương, mượn cái số tiền này mà bồi thường. Tiền bây giờ ngươi rào ra, rồi cút xéo cho ta. Nếu mà không rào ra được, ngươi có tin hay không? Hiện tại, ta liền cắn cái cuộc quý của ngươi. Nói xong, ánh mắt Trương Huyền liếc qua rơi vào một chỗ. Bạch Thiệp Y Sư khiếp sợ đến mức không kìm lòng được run rẩy một chút. Nhiều tiền như vậy, ta thực sự không có. Một lát sau, vẻ mặt buồn bã giống như là đờ đẫn, Bạch Thiệp Y Sư không nhịn được nói. Hắn chỉ là một y sư nhất tình, mấy năm nay tuy rằng lừa đảo hãm hại, chuyện xấu đã làm nhiều lần, nhưng trên thực tế hắn không có để dành được bao nhiêu tiền. Không. Trương Huyền khẽ cười, bàn tay chợt vươn ra đâm thẳng vào trán của đối phương. Bạch Thiệp Y Sư bị dọa cho giật mình, cổ ngửa ra phía sau, nhất thời miệng hơi mở. Trương Huyền liền tiện tay bắn ra. Thoáng một cái, một vật lại bắn thẳng vào trong cổ họng của hắn.
Đây là vật gì? Ôm lấy cổ họng, sắc mặt Bạch Thiếp Y Sư trở nên trắng bệch. Không có gì đâu, chỉ là thứ tốt nhận được từ chỗ của Đại Dược Vương. Ta cho ngươi nên thử một chút mà thôi. Ngươi không phải chỉ được bệnh cho Đại Dược Vương và hắn rất là quen thuộc sao? Ngươi cũng có thể đi tìm hắn mà hỏi một chút. Về mặt Trường Huyền không để ý nói. Ta sắc mặt Bạch Thiếp Y Sư đỏ lên, hắn chỉ cảm thấy hai chân như là nhún ra, không chịu được nữa quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ngài đã nhận đại lượng, tha cho ta đi. Đại Dược Vương là người phát ngôn của Độc Điệt, thứ ở chỗ hắn là cái gì không cần đầu óc cũng có thể hiểu rõ. Muốn để ta tha cho người cũng được. Vừa vặn chúng ta đã đến Vượng Thành, cũng không có chỗ ở. Ngươi đi tới gần chỗ rạch sửa đường, tìm một phủ đệ tốt. Nếu mà chuẩn bị tốt, ta có thể suy nghĩ giải quyết cho ngươi. Mà nếu như chuẩn bị không tốt, ta thấy cũng không cần ta phải ra tay. Thuốc của Đại Dược Vương cũng đủ tiễn ngươi một đoạn đường rồi đấy. Trương Huyền tùy ý sủa sủa tay nói. Người này tuy rằng sắc đảm trẻ trời, một nhân vật nhỏ mà thôi, nhưng cũng có thể có chỗ sử dụng. Đám người mình vừa đi tới nơi này, cuộc sống cũng không quen. Nếu mà được hắn chiếu cố, cũng không ít chuyện khó khăn cũng sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Tình huống như ngày hôm nay có thể trực tiếp rả tay là bởi vì người này đã nhận ra mình, biết mình và Mạc Vũ công chúa ở cùng một chỗ, nghi ngờ có chút cá mượn oải hùng. Đổi lại thành thời điểm khác, nếu thật sự muốn rả tay, tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên có một người hiểu rõ ở bên cạnh trông quy tốt hơn so với hoàn toàn hồ đồ. Tiện bối vẻ mặt vô cùng đau khổ, Bạch Thiếp Y Sư giống như là cha mẹ chết. Đây là cái chuyện gì chứ? Hắn đi uống có một chút rượu, nhìn thấy được một mỹ nữ đổ dẫn một chút, kết quả bị người dùng ấm nước sôi đập vào đầu không nói, còn phải bồi thường cho đối phương một tòa phủ đệ. Thiên hạ làm chó gì có cái đạo lý bị đánh lại còn phải đền tiền. Thế nào, ngươi không đi sao? Tốt, vậy thuốc của Đại Dược Vương cho ta. Có người nói sau khi ăn, trong đầu sẽ sinh trưởng đầy giỏi bọ, do đó dẫn đến thần trí hỗn loạn. Thời điểm nghiêm trọng nó phát tác, ngươi sẽ tự xé rách y phục, cởi chuông mà chạy xung quanh. Duy trì liên tục 3 ngày sẽ có khả năng tử vong. Không biết là có hợp khẩu vị với người hay không? Triệu Huyệt nói. Toàn thân Bạch Thiệp Y Sư không khỏi run rẩy, khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng hành vi của hắn không bị kiềm chế, nhưng nếu quả thần để cho hắn cởi sạch y phục, chăn chuông mà chạy trùng quanh, hắn thật sự cũng không cần phải sống nữa. Thế nào, vẫn không hợp khẩu vị với người sao? Vậy cái này cũng đơn giản thôi. Trước đây hắn cho ta 18 loại thuốc. Nếu ngươi không hợp khẩu vị, ta có thể đều thử ở trên người ngươi một chút. Trường Huyền khẽ nâng mí mắt lên. Không cần. Vẻ mặt như là muốn khóc, Bạch Thiệp Y Sư liên tục lắc đầu. Hắn đã trúng độc, sinh tử đã bị đối phương khống chế. Nếu không có cách nào mà phản kháng, vậy thì cũng chỉ có thể mà tuần theo. Vậy thì còn tạm được, tổn cường. Nghe hắn đáp ứng, Trương Huyền quay đầu lại nhìn. Vâng, thiếu gia. Tôn Cường đi tới. Dương Sư là lão già, còn vị này chính là học sinh của Dương Sư, tất nhiên sẽ là thiếu gia. Đi, ngươi đi theo hắn, để tìm một phủ đệ ngươi thấy thỏa mãn. Sau khi thu thập xong, khả năng 2 ngày nữa, lão sư ta cũng sẽ tới đấy. Trương Huyền nói. Lão gia cũng tới sao? Vâng. Tôn Cường để hưng phấn gật đầu. Còn ngươi, còn không đi sao? Chẳng lẽ còn muốn đợi ăn? Trương Huyền chắp hai tay ở sau đít. Vâng. Bạch Thiệp Y Sư liền vội vàng gật đầu, xoay người mà rời khỏi, một khắc cũng không dám dừng lại. Rời khỏi lư quán, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nhìn về phía Tôn Cường đi đằng sau. Cậu biết cái vị thiếu gia này nhà các ngươi tên gọi là gì? Lần trước hắn nhìn thấy ở Hồng Liên Thành, hắn chỉ nói là người sùng bái mình đã bị đập cho choáng váng, ngày hôm nay lại gặp phải cũng không thể hiện được thân phận. Thiếu gia nhà chúng ta tên gọi là Trưởng Huyền. Tôn Cường gật đầu. Trưởng Huyền. Bạch Thiệp Y Sư lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Mấy năm nay hắn cũng chưa từng nghe qua vương tử hoặc là thiên tài lợi hại nào có cái tên gọi như vậy. Vậy vừa rồi các ngươi nói lão già, không biết lão già nhà các ngươi là ai? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không dám có chút khinh thường, tiếp tục hỏi.
Lão gia nhà chúng ta là danh sư vật quả tàng tình. Về mặt Tôn Cường vô cùng sụp bẫy. Cái gì? Danh sư vật quả tàng tình? Thân thể Bạch Thiệp Y Sư không khỏi run lên. Khương sư lợi hại nhẫn thần vô vương quốc là đường chủ danh sử đường, cũng chỉ là một vị danh sư nhị tình mà thôi. Mà vượt quá tàng tình lại là cái khái niệm như thế nào chứ? Có thể nói chỉ cần nguyện ý, một tay có thể khiến cho toàn bộ thiên vũ vương quốc hoàn toàn bị hủy diệt. Mà Trương Huyền này không ngờ là vãn bối của người như thế. Đúng vậy, thiếu gia làm học sinh thân truyền của hắn đã nhận hết trần truyền. Lần này thiếu gia tới Vương Thành chính là để sát hạch danh sư. Không chỉ có như vậy, hắn còn là một vị thi họa sử tạm tình, thuần thú sử nhị tình, luyện đan sư nhất tỉnh đấy. Tôn Cường lại nói tiếp, đây là những gì hắn biết được từ trong miệng của Thẩm Bích Như. Nghe xong, thân thể Bạch Thiệp Y Sư lại cứng cỏng cả lại. Thảo nào, hắn tôi còn trẻ lại lợi hại như vậy, tùy tiện lấy một thần phận ra cũng kinh thiên động địa rồi, mà sợ rằng ngay cả Mặc Vũ Công Chúa cũng có phần không có bằng nhà. Thôi, cố gắng thần phục thiếu gia và lão gia nhà ta, ngươi sẽ thu được lợi ích cả đời ngươi cũng không hưởng thụ được. Mà một khi phản bội, kết quả ta chẳng cũng không cần phải nói, ngươi chắc hẳn là cũng có thể nghĩ tới rồi. Biết đối phương suy nghĩ điều gì, Tôn Cường gõ một câu. Vâng. Bạch Thiệp Y Sư gật gật đầu. Hắn nghĩ tới những điều trải qua trong những ngày qua, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sự rung động. Tuy rằng ngày hôm nay rất là xui xẻo, nhưng có thể thực sự không là một lần cơ hội tốt ngàn năm một thua. Phần Bạch Y Sơ và Tôn Cường rời khỏi đó, Trương Huyền đang muốn nghỉ ngơi liền nhìn thấy mọi người vẻ mặt hiếu kỳ vây quanh. Lão sư, tại sao lão sư lại ở chỗ này? Trịnh Dư không nhịn được mở miệng, những người khác cũng nhìn lại. Bọn họ đi tìm một vòng khô khô cực cực, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái. Mà kết quả hắn tự nhiên ở trong cùng một lữ quán với đám người mình. Thật đúng là dưới đèn thì đen, đây là cái chuyện gì? Hôm qua ta mới đến Thiên Vũ Vương Quốc, ở đây lại gần cửa thành, tất nhiên là phải ở nơi này rồi. Trương Huyền cười nói. Cửa thành ở gần đây, dường như chỉ có một nhà lữ quán này thôi, không ở nơi đây thì ở nơi nào chứ? Cái gì? Ngày hôm nay vừa mới đến, vậy... Trịnh Dương chỉ trì vào Bạch Thiệp Y Sư và rời khỏi, hoàn toàn không thể tin nổi. Người vừa rồi kiểu ngạo, hắn không thể hủy cả trời. Người lại tới đánh cho hắn một trận, hắn lại ngoan ngoãn giống như là cháu chất. Nếu nói không biết, có đánh chết mấy người bọn họ không đạch tin. Mà hơn nữa, đội tuần tra cũng nghe được cái gì, vẻ mặt lại kiêng kỵ rời khỏi, vừa nhìn là có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ. Đây là cái chuyện gì xảy ra? Có thể là ta đánh từng đôi đầu, hắn cảm thấy sợ chăng? Trương Huyền thuận miệng đáp một câu. Chuyện ở Hồng Liệt Sơn Mạch dính dáng tới Đại Dược Vương, độc điện, phiền phức rất là nhiều. Hơn nữa các chức nghiệp ngụy trang sư, độc sư, ỷ sư, cho dù có giải thích cũng giải thích không thông, còn không bằng là không nói. Mà lại nói, có thể khiến cho Bạch Thiềm kiêng kỵ như thế, nguyên nhân không chỉ vì Đại Dược Vương, quan trọng hơn là thân phận của Mặc Vũ Công Chúa, hắn cũng là cá mượn oải hùng. Cho dù có nói ra cũng không có gì đáng để khoe khoang cả. Đánh tương đối đau? Mọi người bất đắc dĩ một hồi. Nếu như đánh đau có thể còn tác dụng, vậy vừa rồi bọn họ đã sớm động thủ luôn rồi, còn cần phải chờ người tới sao? Không muốn giải thích thì cũng thôi đi, nói dối cũng phải nên nói uyển chuyển một chút chứ. Nói ra cái loại lời này nghe xong khó tránh khỏi cũng quá là miên cứng. Người này lại như vậy. Hoàng Ngư đứng ở một bên cũng trợn trừng mắt. Trước đây người này chính là như vậy. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói dối, mấu chốt là còn không đỏ mặt, suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy choáng váng. Không quan tâm là nguyên nhân gì, lão sư chính là lão sư, không quan tâm vấn đề thế nào đều có thể giải quyết được dễ dàng. Không giống với những người khác nghĩ, hai mắt nắm người Triệu Nhã vẫn nóng như lửa đốt. Vừa rồi bị ép đến tuyệt cảnh không có bất kỳ biện pháp nào, lão sư liền xuất hiện. Mà lão sư xuất hiện liền xoay chuyển 180 độ. Quan trọng hơn chính là đối phương còn ngoan ngoãn nghe lời. Lão sư chính là lão sư, hình như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được hắn. Sư huynh, nếu như ta không nhỉ lầm, sư huynh đã đạt được nửa bước tổng sư. Thấy hắn không muốn dây dưa ở trên đề tài này, Lưu Lăng vẫn rầu nhìn qua. Chân khí thiên đạo của Trường Huyền che giấu khí tức,
cho dù là cường giả chí tôn hay là danh sử nhị tinh cũng không có khả năng nhìn ra được sâu cạn. Mà chỉ có điều, thời điểm vừa rồi chiến đấu, khí tức của hắn đã lộ liễm ra ngoài, lực lượng dồi dào, khí thế kinh người, lại không nhìn ra nữa thì thực sự đúng là mắt mù rồi. Tôi đang nhìn ra, hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nửa bậc tổng sư đột phá lên mặc dù không có khó khăn giống như là tổng sư cảnh, nhưng cũng là một bậc thang khó có thể vượt qua. Ở Thiên Huyền Vương quốc, cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong không dưới mấy trăm, nhưng chân chính đạt được nửa bậc tổng sư cũng chỉ có một vị lão tổ là Trầm Hồng, cũng đủ để thấy được độ khó trọng đó. Khoảng thời gian trước, người này mới là thông huyền cảnh đỉnh phong, hắn vốn tưởng rằng cho dù có thể bước ra được khỏi bước này, không tích lũy 2-3 năm cũng làm không nổi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, người này mới 1 tháng không gặp mà đã đạt tới. Hả? Cái gì? Nửa bậc tổng sư? Mọi người cũng đều giật nảy mình, nhất là Lục Tâm, con mắt thì trợn tròn. Thời gian 1 tháng này, hắn cuối cùng cũng đột phá thông huyền cảnh, vốn tưởng rằng chỉ ít có thể đạt được cùng khởi điểm với đối phương. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, đối phương đã đi được cả một đoạn xa rồi. Trương Huyền gật gật đầu. Tổng sư, giống như là biển chứa chậm sông, có thể sáng lập một tông, bảo tồn năng lực một phái, là cửa ải khó khăn đầu tiên của những người võ giả cửu trọng. Nơi bậc tộc sử này, tuy rằng khoảng cách rất là gần, nhưng không tích lũy, lắng đọng trò tốt, muốn đột phá vẫn là rất khó. Nghe được hắn xác nhận, Lưu Lăng gật gật đầu. Nơi bậc tổng sư nghe cách tông sư thì gần, nhưng trên thực tế chỉ là bàn đạp leo lên. Muốn thực sự bật qua, đâu chỉ có muôn vàn khó khăn đâu. Trầm Hồng, hắn, Tràng Sư, Trích Sư, người nào lúc còn trẻ không phải là tiếng tăm lừng lẫy cỡ chứ? Mà đáng tiếc, tất cả đều dừng lại ở cửa ải này mấy chục năm, không có cách nào mà thành công. Nếu không gặp phải Dường Sư, sợ rằng cả đời, cuối cùng cũng không có cách nào mà đột phá. Bởi vậy, cho dù đạt được cảnh giới này, nếu không cố gắng tổ luyện nắm chắc tâm tính, từ từ mà tích lũy, khoảng cách tông sư cũng còn xa xa mới có thể đạt được, thậm chí cả đời cũng khó đạt nổi. Trương Huyền biết đối phương là có ý tốt nói ra kinh nghiệm, hắn gật gật đầu. Thiên phú của sư huynh cao hơn chúng ta, lại có lão sư tự mình chỉ điểm, đột phá chắc hẳn là dễ dàng hơn so với chúng ta rất là nhiều. Mà cùng sư huynh nói nhiều như vậy, cũng chỉ là hy vọng sư huynh không nên gấp gáp, nóng lòng, do đó mà mất đi đúng mực. Trong vòng 3 năm có thể đột phá, đã tính là thiên tài trong thiên tài rồi. Lưu Lạc nói tiếp. Cái vị sư huynh này tuổi còn trẻ lại đạt được nửa bậc tổng sư, khó tránh khỏi trong lòng cao ngạo. Hắn nói ra câu này là muốn cho đối phương không kiêu ngạo không nóng này, đừng quá theo đuổi tốc độ mà mất đi bản tâm, tới lúc đó trái lại trở thành cao không được, thấp không phải. Thôi được rồi, lại cũng không làm chậm trễ thời gian sư huynh và học sinh gặp mặt nữa, chúng ta nghỉ ngơi trước đây. Biết Trương Huyền và rất nhiều học sinh lâu như vậy mới gặp mặt, khẳng định có không ít lời muốn nói, Lưu Lăng mỉm cười ôm quyền mà tử biệt. Đám người Hoàng Ngữ, Lục Tâm cũng đi theo ở phía sau mà xoay người rời khỏi. Lão sư! 3 người đi rồi, đám người Trịnh Dương quỳ xuống đất, mỗi một người đều mang theo vẻ kích động. Đặc biệt là Triệu Nhã, vẻ mặt nàng vô cùng cảm kích. Nếu không phải Trường lão sư xuất hiện đúng lúc, còn không biết sẽ phát sinh được chuyện gì nữa. Thôi, được rồi, các ngươi đều đánh một bộ quyền để cho ta xem đã tiến bước tới mức nào rồi. Trương Huyền vung ống tay áo ngồi xuống nhìn về phía mọi người. Nếu đã là lão sư, lại phải nêu gương tốt cho mọi người, kiểm soát chặt chẽ tu vi của bọn họ. Vâng, vâng. Mọi người cùng nhau đánh đặc quyền pháp. Tại bên trong giàn phòng, nhất thời có tiếng gió gào thét thổi, kinh khí 10 phần. Đổi lại thành người khác, thoáng cái như 5 người đồng thời đánh quyền. Cho dù có thể nhìn được tù vi, khẳng định công tìm không ra được điểm mấu chốt. Nhưng Trương Huyền lại khác, đồ thư quán trong đầu vận chuyển một cái, lập tức lại viết ra những chỗ tiêu hồn ở trong tù luyện của bọn họ. Coi như là không tệ, thời gian 1 tháng tất cả đều có tiền bước, mà chỉ có điều vẫn còn kém xả lắm. Nhìn xong vấn đề tu luyện của mọi người, lông mày Trương Huyền nâng lên. Trịnh Dương, công pháp ta cho người tu luyện, bảo người tu luyện kinh mạch phế thái âm, người tu luyện kinh mạch tam túc làm cái gì? Vẽ rán thêm chân chẳng ra cái gì cả. Còn để ta phát hiện tu luyện như vậy nữa thì cô xéo cho ta, đừng có ở chỗ này mà chậm trễ thời gian. Còn Lưu Dương, cánh tay phải của ngươi tuy rằng đã khôi phục, nhưng lúc tu luyện cũng phải chú ý vào, lại còn vượng dinh nữa.
Rất nhanh, hắn nói ra một lượt những phát hiện sai sót tu luyện của năm đệ tử gần đây, lại truyền thụ một ít phương pháp tu luyện mới. Trương Huyền tuy rằng làm những chuyện khác có chút lủng tung, nhưng trên phương diện giáo dục học sinh hoàn toàn không có chút chậm trễ nào, nghiêm túc và đầy chăm chỉ. Một lúc lâu sau, mọi người đều đã đột phá. Đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh dẫn đầu đột phá bị cốt cảnh, đạt được đỉnh lực cảnh sở kỳ. Ngay sau đó, Viên Đào cũng đạt tới được bị cốt cảnh đỉnh phong. Trong số mấy người đó, tiến bước lớn nhất vẫn là Triệu Nhã. Trước đó, nàng chỉ mở ra được hai huyệt đạo, trải qua Trương Huyền giảng giải trong tầm một cảnh giờ, thậm chí liền đột phá mười mấy huyệt vị, thực lực liền tăng mạnh. Cảm nhận được trong thời gian ngắn như vậy, tu vi đột phá nhiều như vậy, mọi người đầy hưng phấn, đồng thời đầy hoảng sợ. Trước đó lục sư đã nói qua, bọn họ muốn đột phá cần phải có cơ hội, nhanh nhất cũng phải là 10 ngày nửa tháng, mà ở đây trường lão sư tới, tuy tiện chỉ điểm một hồi, tất cả đều tiến bộ. Cái này chẳng phải nói rõ, thủ đoạn của hắn còn lợi hại hơn nhiều so với lục sư sao? Hiểu rõ được điểm ấy, trong lòng bọn họ lại càng bái phục. Thôi, được rồi, ngày hôm nay lại đến đây thôi, nghỉ ngơi thật là tốt đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ta còn phải đi sát hạch danh sư. Trương Huyền phần phò nói. Trải qua chuyện của Triệu Nhã, hắn biết, bối cảnh lợi hại hơn nữa cũng không bằng tự bản thân mạnh mẽ. Sát hạch danh sư chính là bản thân phải tự làm. Tránh ra, ta có việc gấp muốn bài kiến Quý Mặc Công Tử. Tại Quý Gia, một trong ba gia tộc lớn ở Thiên Vũ Vương Quốc, một bóng người vội vàng đi vào. Nếu như Trương Huyền có mặt ở đây, khẳng định có thể sẽ nhận ra đây chính là người dân đầu trước đó bị hắn đánh tới rối tình rối mù ở ngoài thành. Lúc này trên thân của người dân đầu vẫn đầy vết thương, mà chỉ có điều trải qua trị liệu hắn đã khá hơn ít nhiều, chỉ ít là hành động tự nhiên một chút. Hả? Như thế nào? Hành động có thành công không? Cửa phòng được mở ra, nhìn thấy hắn đi tới, ánh mắt Quý Mặc Công Tử nhất thời sáng lên. Hồi bẩm công tử, tuy rằng chúng ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, lại may mắn không làm nhục sư mệnh. Người dân đầu quỳ rạp xuống đất. Tốt, không tệ, không tệ. Nghe được đối phương trả lời xác nhận, ánh mắt Quý Mặc Công Tử lóe lên sự hưng phấn. Tiểu tử kia khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Nếu không giáo huấn thật kỹ, làm thế nào có thể giải được cơn giận trong lòng cờ chứ? Đâu, mau đưa Ngọc Tinh ghi lại cho ta xem. Bàn tay đưa ra ngoài, vẻ mặt Quý Mặc Công Tử đầy chờ mong. Trước đó, ngươi không phải rất là kiểu ngạo sao? Còn tạm cảnh, tư cảnh, ngũ cảnh cái còn mẹ gì nữa? Giống như là chơi xiếc ảo thuật, lại còn thi họa sự tản tính. Ngươi chân chuồng bị người chở ở trên cây, ta xem ngươi còn tỏ vẻ cái còn mẹ gì nữa? Hồi bẩm thiếu gia, Ngọc Tinh ghi lại ở thời điểm chiến đấu đã bị phá hỏng rồi. Người dẫn đầu đầy xấu hổ. Hả? Bị hỏng rồi sao? Vâng, mà chỉ có điều, bây giờ chúng ta treo tiểu tử kia ở trên một cây đại thụ ở ngoài thành, mấy huynh đệ khác đang canh chừng ở ngoài đó. Thiếu gia có thể đi theo ta, trực tiếp mà cười nhạo, có khả năng là chút giận tốt hơn. Người dẫn đầu nói. Đúng, không sai, trực tiếp đổ cợt mới là điều ta thích nhất. Cười hắc hắc, ánh mắt Quý Mặc Công Tử liền lóe lên. Người kiêu ngạo như thế bị lột hết đồ treo ở trên cây, nếu mà không qua nhìn trực tiếp đùa cợt, hắn cũng cảm thấy có phần có lỗi với chính mình. Đi. Mặc quần áo xong, Quý Mặc Công Tử lại muốn ra cửa. Khoan đã công tử, chúng ta đắc tội dù sao cũng là một vị thi họa sư tạm tình. Cho dù cơ Ngọc Tinh ghi lại là con át chủ bài, đối phương cũng không dám làm gì cả. Mà chỉ có điều, nếu bị một vài lão cổ hồ ở bên trong phủ đệ biết được, có lớn một hồi, sợ rằng câu tránh không được. Ta thấy, không bằng công tử thay y phục dạ hành, chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi đây. Tốt nhất là ai ai cũng không kinh động, ai cũng không nói, để tránh để lộ tin tức, rước lấy không ít phiền toái không cần thiết. Thấy hắn muốn nghênh ngang từ cửa chính đi ra ngoài, người dân đầu khuyên cản nói. Không sai, người suy nghĩ ra là chủ đáo, đám cổ hồ kia đã sớm nên phải xử lý rồi. Cho khi ta trở thành thi họa sư nhị tinh, sẽ chấn được một phương, kế nhiệm được vị trí tộc trưởng, ta sẽ ra tay mà giáo huấn. Quý Mặc Công Tử thỏa mãn gật gật đầu. Đấy, thấy chưa, đây mới là thuộc hạ trung thành nhất, suy nghĩ cho hắn biết bao nhiêu. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có mị lực và nhân phẩm như vậy, mới có thể làm cho thuộc hạ quyết một lòng làm việc như thế. Nghĩ vậy, hắn đã hưng phấn đi thay đồ, sung sướng dục tiền dục tử.
Tốt, ngươi rất là trưởng thành, khi trở về ta sẽ khen ngợi ngươi một hồi. Biểu Dương người dẫn đầu một câu, cúi mặt công tử thay phục dạ hành, đi theo phía sau đối phương, dọc theo nơi hẻo lánh nhất phủ đệ lặng lẽ mà rời khỏi. Đi rất là bí mật, quả nhân một người cứ không hề kinh động. Thời gian không lâu, hai người tới rừng cây nhỏ ở ngoài thành. Đây, thiếu gia, chính là ở chỗ này. Người dẫn đầu chỉ chỉ về phía trước. Hả? Được. Nghe nói Trưởng Huyền, người khiến cho mình mất mặt lớn đang ở bên trong. Về mặt quý mặt công tử hưng phấn, thân thể thoáng một cái mà đi vào. Hả? Đâu? Người đâu? Đi vào cánh rừng, nhìn ngó xung quanh một chút, toàn là trống trải không hề thấy một vật. Trong lòng hắn đang đầy kỳ quái. Đột nhiên, trước mặt hắn liền tối sầm lại. Trong nhảy mắt, một cái bao tải rách đi chụp vào trên đầu hắn. Làm gì? Trong lòng hắn thầm cả kinh, đang muốn tránh thoát, đã cảm thấy trên mặt tể rần, nắm đấm, gậy gộc, tảng đá bắt đầu hung hăng mà đập tới. Âm thanh quyền cương đập vào thịt vang lên không ngừng. Quý mặt công tử còn chưa có kịp phản ứng, đã bị đánh lăn ở trên mặt đất, xương cốt toàn thân không biết vỡ nát bao nhiêu cái. Ô. Mỗi bị đánh sưng giống như là bánh quẩy. Quý mặt công tử đến bây giờ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hả? Hắn không phải là đến xem Trường Huyền chịu nhục sao? Thế cho nào mình thoáng cái là bị đánh vậy? Cũng chẳng biết là trải qua bao lâu, đau đớn trên người lúc này mới biến mất, bao tải được xé ra. Ngay sau đó là y phục trên người cứ bị lột đi hết. Bàn tay tỉ rần, hắn vừa kịp phản ứng đã bị treo ở trên cây. Người đêm gió nhẹ thổi qua, thân thể trợn nhăn lạnh lẽo một hồi. Các người là muốn làm gì? Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của đám người đánh hắn. Chính là nam thuộc hạ hắn phái ra để theo dõi hành tung của Trưởng Huyền. Công tử, chúng ta cũng không có cách nào khác. Ai bảo công tử đắc tội người không nên đắc tội, làm hại chúng ta cũng bị liền lụy. Người dẫn đầu vừa nói, vừa rót chân khí đến bên trong ngọc tinh ghi hình, ghi lại tất cả cảnh tượng ở trước mắt. Các người... Nhìn thấy được cảnh tượng mình toàn thân trần truồng bị ghi lại, quế mặt công tử vừa thẹn vừa giận, máu tươi điên cuộn phùn ra. Chuyện gì thế này? Những người này không phải là thuộc hạ của mình sao? Tới khi nào lại phản bội, biến thành người của đối phương? Hắn thật vất vả lắm mới suy nghĩ ra được một biện pháp tốt, muốn làm cho đối phương bị hại còn không có dám nói nhiều, mà kết quả đều xảy ra ở trên người mình. Thì mà cũng thật buồn cười, trước đó hắn còn cảm thấy đối phương rất là trung thành. Mà công nhận cũng rất là trung thành, chỉ có điều đối tượng trung thành cũng không phải là hắn. Ta vẫn luôn cho rằng hắn chọc cho nhiều mê nữ chú ý như vậy, khẳng định đã là cường trắng, không nghĩ tới lại nhỏ như vậy. Đúng vậy, cũng thật là nhỏ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái vật nhỏ như vậy. Ta cũng vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Trong lòng đang tràn ngập phiền muộn, hắn liền nghe được mấy người phía dưới nhỏ giọng bàn luận. Em gái người mới nhỏ nha, cả nhà người đều nhỏ nha. Trong lòng muốn hổ lớn lên, quế mặt công tử không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, một ngụm máu tươi liền phun ra, trực tiếp ngất đi. Suốt đêm không nói chuyện, Trương Huyền tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi ra rời do liên tục đi đường đã biến mất sạch sẽ. Rửa mặt xong, hắn vừa ra khỏi phòng, đã thấy đám người lưu lăng đứng ở cửa, nhìn qua giống như là nhìn quay vật. Sư huynh chỉ điểm một cái, bọn họ đột phá rồi sao? Hắn ám chỉ đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã, Lưu Sư đến tận bây giờ vẫn không thể tìm nổi. Sáng sớm hắn vừa rời khỏi giường, nhìn thấy được những người này đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều đã đột phá. Hắn khép giận đến mức thiếu chút nữa thì rơi hàm răng trên mặt đất. Tuy tiện chỉ điểm một hồi liền đột phá được sao? Mà cái đột phá này cũng quá là dễ dàng đi. Trước đó, hắn vẫn còn cảm thấy cái vị sư huynh này còn không có sa đạch danh sư, chỉ điểm học sinh tuy có chút lý giải đặc biệt, nhưng trên thực tế vẫn không có bằng mình. Mà hiện tại, nhìn thấy được cái cảnh tượng như vậy, hắn mới thực sự hiểu ra. Hai người quả thật là có chênh lệch lớn, là đối phương đã vượt xa hắn. Đúng vậy. Trương Huyền gật gật đầu. Thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn đâu, đi danh sư được thôi. Nghe hắn nói như vậy, mấy người lại một hồi chảo đảo. Giúp người đột phá lại còn không phải là chuyện lớn sao?
Nhìn thấy được hắn nói qua loa vài câu như vậy, trong lòng Lưu Sư Lục Tâm sầu não vô hạn. Người khác chỉ điểm đột phá đủ loại phiền phức, dùng hết sở học cũng không nhất định có thể thành công. Đấy, nhìn người ta đi, đơn giản giống như là đi ngủ. Quả nhiên giữa người và người là có chênh lệch cực lớn. Rời khỏi lữ quán nơi ở, thuê được hai chiếc xe ngựa, mọi người chạy thẳng về phía danh sử đường. Sau một lúc lâu, một tòa kiến trúc thật lớn xuất hiện ở phía trước mắt. Phía trên có bảng chữ lớn khi thế huy hoàng, đại biểu uy nghiêm bất khả xâm phạm, danh sử đường. Danh sử đường, mặc dù là một chi nhánh của công hội danh sử, dù là cường đại hơn, có thể đi vào nhận được danh hiệu nhất định, cũng chẳng khác nào là có địa vị cực cao. Lưu sư đưa ra huy hiệu thần Phật, dễ dàng dẫn mọi người tiến vào bên trong. Đại điện rộng rãi mảnh mông, khí độ vô vàn. Hả, Trương Huyền, ngươi tới rồi sao? Bọn họ đi vào trong, đang muốn hỏi thăm một chút xem đi tới nơi nào sát hạch, liền nghe được một âm thanh vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, một nữ hài dẫn theo một lão giả đi tới. Hả, là ngươi? Chính là vị danh sư học đồ hắn mới gặp được khi mới tiến vào Thiên Vũ Vương Thành, Lăng Tiểu Tiêu. Đúng vậy. Ngươi cũng tới tham gia hội vấn đam của Mạc Vũ công chúa sau sẽ lập tức bắt đầu đấy. Gần như tất cả danh sư đều đang ở đây, chúng ta đi nhanh một chút đi. Tuy rằng không có quá nhiều thiện cảm đối với người một chữ cũng không biết này, nhưng dù sao cũng là người quen, Lăng Tiêu Tiêu cười nói. Hả? Đều đang ở đây sao? Tốt, vậy đi qua nhìn một chút. Nếu tất cả danh sư đều đang ở đây, xem ra hắn muốn sát hạch cũng không có ai để ý tới. Không bằng đi qua xem một chút, đến cùng vấn đáp thể nào cũng tiện sớm mà làm ra sự chuẩn bị. Nghe được có người sát hạch danh sư tiến hành vấn đáp, đám người lưu sư cũng đầy hứng thú, tất cả đều đi theo sau lưng, đi tới một gian phòng nọ. Cũng giống như một vài phòng học mảng lý luận bay đầy đủ các bàn, phía trước đã có không ít người đang ngồi, ước chừng trên cả trăm người. Một đám lao nhân, người trung niên dáng vẻ uy vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên cùng. Hả? Không nghĩ tới người này lại ở đây. Nhìn quanh một vòng, đột nhiên có một bóng người quen thuộc rơi vào trong tầm mắt hắn. Đó chính là Diêu đội trưởng của đội tuần tra tối hôm qua. Người này tự nhiên đứng ở trong góc làm công tác hộ vệ. Nếu không phải trên mặt vẫn có chút sừng đỏ, hắn cũng hoài nghi người này có phải là một huynh đệ song sinh hay không. Lướt mắt thoáng nhìn, Mặc Vũ hình như còn chưa có tới, mọi người tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống. Hắn quả nhiên là tới. Trương Huyền nhìn thấy được Diêu đội trưởng, người này cũng nhìn thấy được hắn. Đội tuần tra chịu trách nhiệm an toàn trong vườn thành. Bản đầu, an toàn của danh sư đường còn chưa tới phiền hắn. Nhưng lần sát hạch này chính là Mặc Vũ công chúa sát hạch, lúc này hắn mới được tạm thời mà điều qua đây. Ban đầu bởi vì bị thương, hắn muốn tìm người thay thế. Nhưng vừa nghĩ tới công chúa sát hạch, nếu như vị kia thật sự có quan hệ, khẳng định là cũng sẽ tới. Nếu không tới, hoặc nhìn thấy công chúa không quen biết, vậy đã nói rõ Bạch Thiệp Y Sư vẫn chưa có nói thật. Bị đánh thảm như vậy, không được trách mình nghĩ biện pháp mà báo thù. Hắn ôm cái mục đích này, hắn cố nén thân thể ở trên người đứng ở một bên, mà không nghĩ tới, người này quả nhiên là thực sự tới. Ta thật ra muốn xem thử xem, công chúa và người có quen hay không? Diêu đội trưởng hờ lạnh một tiếng, đứng vào vị trí lặng lẽ mà quan sát. Thiên Vũ Vương quốc, tổng cộng có 13 vị danh sư nhất tinh, 3 vị nhị tinh. Hội vấn đáp là bước cuối cùng của danh sư, cũng không có một danh sư nhị tinh nào qua đâu. Biết người trước mắt này cái gì cũng không hiểu, Lăng Tiêu Tiêu có lòng tốt giải thích. Trương Huyền không khỏi tặc lưỡi. Thiên Huyền Vương quốc, ngay cả một danh sư nhất tinh cũng không có. Mà ở đây có tận 13 vị nhất tinh, 3 vị nhị tinh. Chỉ từ số lượng danh sư cũng có thể thấy được chênh lệch thực lực của một nước. Mà không hổ danh là cường quốc cực đại nhất trong 13 vương quốc xung quanh. Có nhiều danh sư như vậy khai đường giảng bài, hậu bối làm sao mà không lợi hại. Thực lực chỉnh thể làm sao mà không mạnh mẽ được cửa chứ. Vậy vương quốc này vị danh sư nào đứng đầu? Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Nghe thấy hắn hỏi ngay cả các loại kiến thức thông thường cơ sở này nhất hắn cũng không biết, Lăng Tiêu Tiêu không khỏi nhướng mắt. Lợi hại nhất tất nhiên là Khương Đường Chủ rồi. Có người nói hắn đã đạt được nhị tinh đỉnh phong, chỉ cách danh sư tam tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại theo thứ tự là hai người quan sư, trúc sư. Trong đó trúc sư mới đạt được danh sư nhị tinh không đầy 2 năm, xem như là mới nhất. Trương Huyền gật gật đầu nhìn qua. Mà trước đó nàng nói tới cái vị thiên tài siêu cấp Mạc Hoàng Nhất kia, vậy hắn có tới không? Đương nhiên là tới rồi.
Hơn nữa, trong những danh sư còn là địa vị tối cao đấy, chính là vị ở chính giữa kia kìa. Lăng Tiêu Tiểu Chỉ: hả? Ở chính giữa sao? Trương Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Trong một loạt danh sư ngồi đầu, quả nhiên có một người trẻ tuổi đang ngồi, dáng vẻ 25-26 tuổi, khí tức toàn thân giống như là biển như vực, khiến người ta có một loại cảm giác đè ép mạnh liệt. Là tông sư cảnh đỉnh phong. Thực lực cường đại không nói, hai tròng mắt đen càng giống như có chứa lực lượng đặc biệt, tự tin như sạt trồng rốc, dường như chuyện gì cũng không có cách nào mà gây khó khăn được hắn vậy. Lợi hại. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đã biết những thiên tài hắn gặp được trước kia mà so sánh với hắn còn không khác gì là đống cặn bã. Hoàn toàn không có thể mà cùng so sánh, ngay cả Mặc Vũ công chúa cũng kém hơn rất là nhiều. Mức độ tâm cảnh của hắn sao rằng chí ít cũng đã đạt tới ngoài 6,0. Lưu Sơ cũng tập trung lực chú ý truyền âm tới. Hả? Cái gì? 6,0? Trương Huyền không khỏi lưu lưỡi. Mức độ tâm cảnh đạt được ngoài 3,0 là có thể sát hạch được danh sử nhất tình, 6,0 cũng có thể sát hạch được nhị tình. 26 tuổi lại có tâm cảnh lợi hại như vậy, tu vi lại cường đại như thế, đạt được cái tên thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền. Mặc Vũ công chúa tới kìa. Hắn đang âm thầm quan sát, âm thanh của Lăng Tiêu Tiêu chợt vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy một nữ hải đi tới. Không phải là Mặc Vũ thì là ai đây? Lúc này, Mặc Vũ mặc một bộ trường bào lớn màu đỏ, bất kể là màu tóc hay là khuôn mặt đều được chuyên tâm chỉnh sửa qua, có vẻ càng mi lệ động lòng người hơn, thậm chí so với Triệu Nhã hiện tại cũng hoàn toàn không yếu. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Vũ Vương quốc, người cũng như tên vừa mới tiến đến lại thu hút được ánh mắt của vô số người. Tiến vào phòng, Mặc Vũ công chúa nhìn quanh một vòng, đột nhiên mắt nàng dừng lại ở một chỗ, không nhịn được nhất thời sáng lên. Nàng vốn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, bộ dáng này của nàng cũng lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt theo ánh mắt của nàng mà nhìn lại, vốn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào đó, nhưng lại phát hiện ra chỉ là một người thanh niên khuôn mặt không có gì đặc biệt cả. Thấy nàng nhìn qua, Trương Huyền không khỏi bất đắc dĩ một hồi. Nàng đương đương là công chúa, nhìn ta như vậy là có ý gì đây? Hắn đang phiền muộn, nghĩ là nên nói cái gì đó, nên nghe được bên cạnh cây động một hồi, giọng điệu hưng phấn vang lên. Ôi, Mặc Vũ công chúa đang nhìn ta, nàng tự nhiên là chú ý tới ta. Gương mặt Lạc Tiêu Tiêu đầy hưng phấn đỏ lên, kêu thành tiếng chói tai. Nhìn về phía vẻ mặt hoa si của nữ hải trước mặt này, Trương Huyền không khỏi lắc lắc đầu. Mà chỉ có điều vừa vặn như vậy cũng coi như là giải vây được cho hắn. Người đã tới, vậy vẫn đã bắt đầu. Đương sự đã tới, nương theo một tiếng la lên của Mặc Khoảng Nhất, cửa ải danh sự cuối cùng trực tiếp bắt đầu. Vấn đáp có phần tương tự với tranh luận đàn của luyện đảng sư. Ở đây, mỗi vị danh sư nhất tinh đều sẽ hỏi một trong những vấn đề tổ luyện. Mấy cái vấn đề này thông thường sẽ không vượt quá được tổng sử cảnh. Chân khí bế tắc ở một chỗ huyệt vị cuối cùng, trước sau không có cách nào mà thành công, không đạt được thông huyền cảnh, lại là phương pháp gì giải quyết? Một vị danh sư hỏi. Có hai biện pháp. Đầu tiên, phương pháp chân khí đâm huyệt, tập trung lại rất nhiều chân khí, tập trung ở xung quanh huyệt đạo, tiến hành kích thích mà đối phó với nó. Thứ hai, phương pháp dùng thuốc mà tăng tiến, đã dược nhất phẩm bôi lên huyệt đan. Tuy rằng đối với ích huyệt cảnh cũng có công hiệu, nhưng đối mặt với loại tình hình này thật lâu không có cách nào đột phá, hiệu quả không có lớn. Có thể lựa chọn sử dụng đan dược nhị phẩm, trùng kích huyệt đan. Mặc Vô công chúa chậm rãi nói, lưu loát co thừa. Nghe ngóng một hồi, về mặt Trương Huyền cũng choáng váng mơ hồ. Hắn tuy rằng đã từng ngụy trang danh sư, cũng giúp rất nhiều người đột phá qua, cũng đều là thành lập ở trên cơ sở chân khí thiên đạo của hắn. Còn Mặc Vũ công chúa đây nói ra không ít phương pháp, thậm chí hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật sự để cho hắn trả lời, có thể nói một chữ hắn cũng đành biết. Vậy xem ra sau khi sát hạch xong danh sử nhất tinh phải nhanh chân mà đi xem sách, nếu không gặp phải cái cửa vấn đáp này khẳng định là không có cách nào mà thông qua. Trương Huyền không khỏi lắc lắc đầu. Cũng không thể người khác hỏi muốn đột phá như thế nào, hắn nói chỉ cần một cây ngẩn châm, một đạo chân khí là được. Nếu hắn thực sự nói như vậy, nhất định sẽ bị trực tiếp mà đuổi ra ngoài. Hắn lại nghe ngóng một hồi, cảm thấy giống như là nghe thiền thư, thật sự là nghe không hiểu.
hắn không nhịn được nhìn về phía nữ hải biển cạnh. Này, vậy sát hạch danh sư có mấy bước? Tuy rằng muốn tới sát hạch danh sư, nhưng đối với sát hạch thể nào, hắn vẫn hoàn toàn một tí không hiểu nổi. Hả? Cái gì? Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết sao? Lăng Tiêu Tiêu cũng có phần muốn phát điên. Nếu không tận mắt nhìn thấy được huy hiệu học đồ của hắn, nàng cũng cảm thấy có phải hắn dùng tiền mà mua được nó hay không. Hả? Những điều này đều là vô cùng căn bản nha. Thứ này cũng không biết, còn thi danh sư thì cái lông gì nhá? Trương Huyền gật gật đầu. Được rồi. Bị người này đánh bại, Lăng Tiêu Tiêu để bất đắc dĩ mà giải thích. Sát hạch danh sư tổng cộng gồm 5 cửa ấy. Hả? 5 cửa sao? Không sai. Đầu tiên là phòng tín nhiệm, sát hạch độ tín nhiệm của học sinh. Độ tín nhiệm của học sinh vượt quá 50 mới được tính là thông qua. Nếu như không có học sinh hoặc không có độ tín nhiệm nào, cũng chẳng khác nào là không có tư cách. Còn cửa thứ hai, phòng trợ giúp tu luyện, sát hạch chức nghiệp trợ giúp. Nói cách khác, muốn trở thành danh sư nhất tinh phải có một loại chức nghiệp trợ giúp, đồng thời đạt được chính thức mới được. Còn thứ ba là điện khôi lỗi. Thời điểm sát hạch sẽ cho ra hai khôi lỗi đang chiến đấu với nhau. Phương pháp đúc khôi lỗi đặc biệt sử dụng chiêu số, công pháp sẽ hoàn toàn khác nhau, thực lực lại tương đương. Ai cũng không có cách nào mà đánh thắng được đối phương. Người sát hạch sẽ tại hiện trường mà chỉ điểm, khiến cho một khôi lỗi trong đó mà giành được thắng lợi mới được tính là thông qua. Còn cửa thứ tư, biển công pháp. Biển công pháp có vô số quyền công pháp tu luyện. Muốn thông qua, cần phải ngẫu nhiên lựa chọn ra một quyền tiến hành giảng dạy. Thời gian giảng bài không chỉ có rất nhiều danh sư chấn thủ phán xét, quan trọng nhất còn có cả Chuông Tiên Hiền. Hả? Chuông Tiên Hiền là cái gì? Chuông Tiên Hiền là một bảo bối thông linh trong biển công pháp, có thể nói là linh binh, trong đó có dấu ấn của Tiên Hiền. Nếu lý giải và khống chế tri thức giảng dạy công pháp, không có cách nào mà khiến cho nó thỏa mãn, tiếng chuông sẽ không vang lên, cũng lại sẽ không có cách nào mà được thông qua. Nghe xong, Trương Huyền không khỏi sửng sốt. Không nghĩ cái thế giới này lại có cái thứ lợi hại như vậy. Thông qua 4 cửa ải trước thì mới đến được cửa ải cuối cùng, đường không sai. Đường không sai, có khôi lỗi biểu thị công pháp, võ kỹ, thậm chí còn có chức nghiệp trợ giúp người lựa chọn. Thứ biểu thị ra sẽ có sai lầm, chỉ có điều được giấu rất kỹ, gần như là không tìm ra được. Trong thời gian một nén hương, người phải tìm ra được một chỗ thì có khả năng là thông qua, bằng không xem như là thất bại. Hình như hết sức quen thuộc đối với sát hạch danh sư, Lăng Tiêu Tiêu giải thích cái nào ra cái đấy. Phòng tín nhiệm, phòng trợ giúp tổ luyện, điện khởi lỗi, biệt công pháp, được không sai. 5 cửa ải lớn, cái sau còn khó hơn so với cái trước. Hả? Không, không đúng. Vậy không phải còn có một cái hội vấn đáp này sao? Trương Huyền lộ ra về mặt nghi ngờ. Không phải nói vấn đáp là cửa ải cuối cùng của sát hạch danh sử sao? Tại sao lại không có? Hội vấn đáp này được gọi là cửa ải cuối cùng của danh sư sát hạch, nhưng trên thực tế là đơn giản nhất. Chỉ cần thông qua được 5 cửa ải trước là có thể gọi là danh sư. Cái này chẳng qua là biến dạng mà thôi. Trên thực tế chính là vì giới thiệu danh sư mới này cho các danh sư khác làm quen. Lăng Tiểu Tiểu nói. Trương Huyền gật gật đầu, đồng thời phiền muộn một chút. Hóa ra cửa ải này là hình thức đơn giản nhất. Mà kết quả mình lại giống như là nghe thiền thư, một chút cũng nghe không hiểu. Hiện tại xem ra danh sư cũng không phải dễ dàng mà sát hạch như vậy. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau và đáp phía trên cũng đã gần kết thúc. Chúc mừng Mặc Vũ danh sư. Đây là huy hiệu cấp bậc của nàng. Từ giờ trở đi, nàng chính là danh sư nhất tinh. Danh sư ngựa ở phía trước rồi lít nói. Tiếp nhận được huy hiệu danh sư và trang phục đặc biệt của danh sư, Mặc Vũ công chúa cũng đầy hưng phấn. Học đồ và danh sư tuy rằng chỉ kém một chút, nhưng địa vị lại có khác biệt giống như là trời và đất vậy. Trở thành danh sư mới được cho là thật sự đi ở phía trước. Ta còn có việc, cáo từ trước vậy. Đưa huy hiệu danh sư cho Mặc Vô xong, Mặc Hoàng Nhất gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Hình như hiểu rất rõ đối với bản tính của hắn, Mặc Vô cũng không có tức giận. Thật vất vả cùng mọi người hàn huyên một hồi, Mặc Vô nhất chân đi về phía bên này. Thấy phương hướng của nàng, Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh kịch động, sắc mặt đỏ ửng, có vẻ có phần nói nàng lộn xộn. Lạ, thần tượng đi qua, lẽ nào nàng thực sự biết ta sao? Ngươi mau nhìn giúp ta, đầu tóc ta có rối không? Đẹp, không, không rối. Trương Huyền lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên. Học đồ Lăng Tiêu Tiêu, ra mặt Mạc Sư.
Ừ. Mặc Vô công chúa gật gật đầu, cũng không có tiếp tục để ý tới, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trưởng Huyền. Nhìn thấy được cái vị công chúa này vừa sát hạch thành công danh sử nhất tình, lại đưa mắt tập trung ở trên thân thể một người thanh niên không biết từ nơi nào xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều lặng hắt như tờ. Phần Lăng Tiểu Tiêu lại càng trợn mắt há mồm, thế chút nữa thì ngất đi. Vốn tưởng rằng thần tượng đặc biệt tới là vì đi tìm nàng, nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, thần tượng chỉ gật đầu một cái, lại nhìn về phía cái vị bên cạnh này. Hả? Người này chỉ là học đồ, cái gì cũng không hiểu sao. Đặc biệt tới nhìn hắn, làm cái quỷ gì chứ? Hả? Lẽ nào, Bạch Thiếp Y sư kia nói là sự thật? Diêu đội trưởng đứng ở một bên, vẫn chú ý tới động tĩnh bên này. Thấy Mặc Vô công chúa tự nhiên đi tới trước mặt người kia, hắn lập tức hít thở dồn dập. Xem ra, Bạch Thiếp Y sư nói là sự thật. Nếu không, công chúa cũng không có khả năng đặc biệt đi tới. May mà trước đó, sau khi nghe được lời của hắn, hắn đã trực tiếp mà rời khỏi. Bằng không, chết cũng không biết mình chết như nào. Mà chỉ có điều, công chúa luôn luôn giữ mình trong sạch. Nếu nàng cùng người này thực sự là có quan hệ, khẳng định rất nhanh lại có không ít người biết. Trong lòng hắn thầm nhủ, hắn đang nghi ngợi, tới khi tin tức mà được truyền ra, sẽ khiến không ít người theo đuổi nàng được mở rộng tầm mắt. Nhưng chỉ thấy cách đó không xa, Mặc Vũ công chúa ổn quyền làm lễ tiết chỉ khi học sinh đến gặp lão sư mới có. Học sinh Mặc Vũ ra mắt trưởng lão sư. Chư vị vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 84 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phòng Mộ xin chân thành